Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, hôm qua Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua mới đây. Trong khi đó thì Mỹ và Ai Cập đã khẳng định giải pháp hai nhà nước là sự bảo đảm cho việc khôi phục an ninh ở Gaza cũng như ổn định khu vực. Trong ngày họp cuối cùng của Đại hội đồng IPU lần thứ 148 đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Cộng đồng Nghị viện Toàn cầu đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza, cũng như thả tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện. Cùng ngày, tại cuộc gặp ở Beirut, Thủ tướng Liban Najib Mikati và người đồng cấp Italy Giorgia Meloni cũng kêu gọi thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời bày tỏ hy vọng nghị quyết sẽ thúc đẩy một lệnh ngừng bắn bền vững. Phủ Tổng thống Ai Cập thông báo, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi và phái đoàn Quốc hội Mỹ đang ở thăm nước này đã khẳng định giải pháp hai nhà nước là sự đảm bảo và là giải pháp duy nhất để khôi phục và củng cố an ninh và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, bất chấp nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức của Hội đồng Bảo an, tình hình chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng trên thực địa. Hiện quân đội Israel và lực lượng Hamas vẫn chủ yếu giao tranh bên trong và quanh ba bệnh viện lớn ở Gaza, làm gia tăng lo ngại về những bệnh nhân, nhân viên y tế và người sơ tán bên trong. Cho đến nay, đã có gần 32.500 người thiệt mạng ở Gaza, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10 năm ngoái đến nay. 5 ngày sau vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moscow, ngày hôm qua thì nhà chức trách Nga đã thông báo cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc đã lên tới 143 người. Hiện những người bị thương nặng vẫn đang được các y bác sĩ nỗ lực chữa trị. Danh sách những nạn nhân xấu số được cập nhật liên tục trên trang web chính thức của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Đây được coi là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Nga trong hai thập kỷ qua. Theo cơ quan y tế Nga, tính đến hôm qua, số người bị thương trong vụ việc đã tăng lên 360 người, trong đó có 11 trẻ em. Bộ Y tế Nga cũng cho biết khoảng 80 người bị thương, gồm 6 trẻ em vẫn phải điều trị trong bệnh viện. Dù vậy, số bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy kịch đã giảm gần 3 lần. Chính quyền thủ đô Moscow cho biết hơn 700 bác sĩ và y tá tăng ca làm việc trong bệnh viện hoặc tham gia cứu hộ nạn nhân, 110 nhân viên xã hội và hơn 150 nhà tâm lý học thường xuyên liên lạc với gia đình người thiệt mạng và bị thương, kể cả người đến từ các vùng khác. Ngoài ra, có hơn 7.700 người đã hiến máu cho nạn nhân. Nhà chức trách cũng bày tỏ cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall. Ước tính gần 400 lính cứu hỏa và cứu hộ, hơn 140 thiết bị cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy tại đây. 40 đội cứu thương và 3 trực thăng y tế đã được điều động đến hiện trường thảm kịch. Sau khi nhiều nước châu Âu nâng mức cảnh báo khủng bố sau vụ tấn công ở Nga, thì Đức cũng cho biết sẽ áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát tạm thời ở tất cả các tuyến biên giới của nước này trước thềm vòng chung kết bóng đá Euro 2024 sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới là nhằm ngăn chặn những phần tử bạo lực có thể xâm nhập nước này, giữ an toàn cho công dân và đảm bảo an ninh cho Euro 2024. Việc kiểm soát biên giới sẽ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ khủng bố, những kẻ cực đoan, côn đồ và các tội phạm bạo lực khác. Ngoài ra, Đức cũng sẽ áp dụng các biện pháp để chống lại các cuộc tấn công trên không gian mạng. Trước đó, Bộ Nội vụ Đức cũng đã thông báo các biện pháp an ninh thích hợp sẽ được thực hiện ngay lập tức nếu nguy cơ gia tăng. Theo kế hoạch, Euro 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 tới, với các trận đấu diễn ra trên khắp nước Đức cho đến ngày 14 tháng 7. Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ở thành phố Rockford, phía bắc bang Illinois của Mỹ trong ngày hôm qua, khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Đây cũng là vụ tấn công bằng dao thứ hai xảy ra tại thành phố này chỉ trong vài ngày qua. Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công xảy ra vào đầu giờ chiều qua theo giờ địa phương tại nhiều địa điểm, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong số 7 nạn nhân bị thương có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện cảnh sát đã bắt giữ nghi can là một nam thanh niên 22 tuổi sau khi đối tượng này đột nhập vào một căn hộ ở hạt Winnebago. Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ tấn công. Theo điều tra ban đầu, đối tượng chỉ hành động đơn độc. Trong khi đó, nhà chức trách thành phố Rockford đặt ưu tiên lúc này là hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng trực tiếp của vụ việc. Thành phố Rockford có khoảng 15.000 dân, cách Chicago khoảng 145 km về phía tây bắc. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi một nhân viên siêu thị Walmart ở Rockford bị đâm và sát hại bên trong cửa hàng. Tiếp tục thông tin liên quan tới vụ sập cầu tại thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ ngày hôm qua đã tổ chức họp báo công bố những chi tiết đầu tiên trong quá trình điều tra vụ việc. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, nhân viên cơ quan này đã có thể tiếp cận tàu chở hàng Dali để đánh giá mức độ thiệt hại. Điều tra ban đầu cho thấy, ít nhất đã có 56 container chở 764 tấn hóa chất độc hại trên tàu, trong đó một số container bị hư hại rò rỉ. Chúng tôi có thể xác nhận có 23 người, trong đó có 2 lái tàu, đang ở trên tàu khi xảy ra va chạm. Đội ngũ kỹ thuật đêm qua đã tiếp cận tàu để tìm kiếm thêm thiết bị điện tử và thiết bị ghi âm, ghi hình, camera an ninh nhưng chưa thấy. Quá trình tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện. Thông báo cũng cho biết dữ liệu từ hộp đen của tàu Dali đã được khôi phục thành công. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, trong lần thanh tra gần đây nhất vào tháng 5 năm ngoái, cầu Francis Scott Key vẫn trong tình trạng ổn định và an toàn. Dự kiến cuộc điều tra các nguyên nhân gây sập cầu có thể kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Cùng ngày, trong một cuộc họp báo khác, cảnh sát bang Maryland cho biết thợ lặn đã vớt được 2 thi thể của 2 trong số 6 công nhân mất tích hơn một ngày sau vụ sập cầu. Thưa quý vị, trong bối cảnh khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn bế tắc, sáng nay ngày 28 tháng 3, các tài xế xe buýt thuộc nghiệp đoàn vận tải Seoul đã phát động tổng đình công để yêu cầu tăng lương, khiến gần 98% xe buýt các tuyến khắp thành phố ngừng hoạt động. Cuộc đình công diễn ra sau khi Liên đoàn Lao động Xe buýt Seoul và các chủ lao động không đạt được thỏa thuận về việc tăng lương giờ làm thêm trong các cuộc đàm phán được tiến hành từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3. Theo đó, tổ chức nghiệp đoàn yêu cầu tăng 12,7% tiền lương theo giờ với lý do lực lượng lao động phải di chuyển sang những khu vực lân cận. Nhưng phía chủ lao động cho rằng yêu cầu này quá cao khi xét đến tỷ lệ lạm phát trong 5 năm qua. Cuộc đình công do Liên đoàn Lao động Xe buýt Seoul với khoảng 18.000 thành viên tại 65 công ty phát động đã ảnh hưởng đến hơn 7.200 xe buýt nội đô, chiếm 97,6% dịch vụ xe buýt của Seoul. Cuộc tổng đình công đầu tiên kể từ năm 2012 này đã gây bất tiện lớn cho hành khách vào giờ cao điểm buổi sáng. Hai bên dự định tiếp tục đàm phán để đạt được bước đột phá. Về khắc phục tình hình, chính quyền thành phố quyết định tăng cường hoạt động tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, trong khi 25 quận thành phố cung cấp dịch vụ đưa đón khẩn cấp miễn phí. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký ban hành luật quốc tịch mới, cho phép công dân Đức có thêm quốc tịch thứ hai và tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước ngoài nhập tịch Đức một cách dễ dàng hơn. Luật quốc tịch đã được Quốc hội Đức thông qua hồi đầu năm nay với nhiều thay đổi, trong đó có điều khoản cho phép công dân ngoài Liên minh châu EU có giấy phép cư trú ở Đức được nhập tịch chỉ sau 5 năm ở nước này và sau 3 năm với những trường hợp đặc biệt mà không cần bỏ quốc tịch gốc. Dự luật đã được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ trưởng cấp cao ký ban hành thành luật hôm 22 tháng 3. Theo quy định, sau 14 ngày, luật sẽ tự động chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, do phải điều chỉnh nhiều quy trình nên sẽ mất thêm thời gian để luật thực sự được áp dụng. Không có ngày cụ thể nào được ấn định, nhưng nhà chức trách đã được giao thời gian chuẩn bị 3 tháng, có nghĩa là luật sẽ có hiệu lực vào khoảng ngày 22 tháng 6 tới đây. Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành những điều chỉnh cuối cùng để tạm dừng chương trình hỗ trợ tiền điện và khí đốt vào cuối tháng 5 tới, trong khi vẫn cân nhắc mở rộng trợ cấp để giữ giá xăng dầu ở mức thấp trong thời điểm hiện tại. Gói giải pháp đã được chính phủ Nhật Bản triển khai từ đầu năm 2023 theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 2 là từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, chính phủ Nhật Bản duy trì trợ cấp 3,5 yên cho 1 kW trên giờ hóa đơn tiền điện cho mỗi hộ gia đình và 1,5 yên cho 1 kW trên giờ với mỗi doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ 15 yên trên 1 mét khối hóa đơn khí đốt với mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính phủ Nhật Bản cho biết, chương trình hỗ trợ giá điện và khí đốt vẫn được duy trì đến hết tháng 5, dù mức hỗ trợ sẽ giảm một nửa so với giai đoạn 2. Trong khi đó, mức trợ cấp giá xăng dầu vẫn sẽ được mở rộng để duy trì ổn định ở mức thấp như hiện nay. Theo Tokyo, gói giải pháp trên nhằm ứng phó tình hình giá nhiên liệu và giá điện tăng cao, cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế. Việc có tiếp tục gia hạn chương trình trợ giá sau tháng 5 hay không sẽ phụ thuộc biến động giá cả và sự phục hồi giá trị của đồng yên. Australia sẽ thành lập một quỹ trị giá 1 tỷ đô la Australia, tương đương với hơn 650 triệu đô la Mỹ, để thúc đẩy hoạt động sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Phát biểu tại bang New South Wales, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết sáng kiến thành lập quỹ mới sẽ gồm các khoản trợ cấp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất panel năng lượng mặt trời tại địa điểm nhà máy điện than Liddell của nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Australia là AGL Energy
Cũng theo Thủ tướng Albanese, Australia hiện có nguồn năng lượng mặt trời và gió tốt nhất thế giới, cũng như nguồn nhân lực tốt. Do vậy, cần định vị Australia là cường quốc năng lượng tái tạo trên thế giới. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, chính phủ Thủ tướng Albanese đã tăng cường chi tiêu để triển khai thực hiện các dự án điện gió, điện quang và pin với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ đô la Australia nhằm nâng tỷ lệ sản xuất năng lượng tái tạo từ 40% hiện nay lên 82% vào năm 2030. Ngành năng lượng toàn cầu sẽ cần khoản đầu tư 14.000 tỷ đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ ngày càng tăng cao của thế giới. Đây là đánh giá vừa được tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đưa ra. Theo báo cáo triển vọng dầu mỏ thế giới mới nhất của OPEC, tổng mức đầu tư tích lũy cần thiết cho ngành dầu mỏ từ nay đến năm 2045 phải ở mức xấp xỉ 14.000 tỷ đô la Mỹ, tức là cần đầu tư trung bình hàng năm 610 tỷ đô la Mỹ nếu muốn đáp ứng cầu dầu toàn cầu dự kiến đạt 116 triệu thùng một ngày vào năm 2045. OPEC nhấn mạnh đây phải là ưu tiên của ngành dầu mỏ nếu muốn duy trì an ninh nguồn cung trong những năm tới. Cho đến nay, OPEC vẫn cho rằng những lời kêu gọi từ bỏ hoàn toàn dầu mỏ là phi thực tế, với dự báo cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới. Đại diện nhiều tập đoàn năng lượng cũng cho rằng các giải pháp năng lượng mới vẫn không thể thay thế dầu mỏ trên quy mô lớn. Giải thưởng xổ số Mega Millions có giá trị lên tới 1,13 tỷ đô la Mỹ, hơn 28.000 tỷ đồng đã có người trúng thưởng, chấm dứt chuỗi ngày liên tục không có người giật giải kể từ tháng 12 năm ngoái. Giải độc đắc trị giá 1,13 tỷ đô la Mỹ là giải thưởng lớn thứ 8 trong lịch sử xổ số nước Mỹ. Tấm vé chiến thắng được bán ở New Jersey, trong khi danh tính người trúng thưởng vẫn chưa được công bố. Giải thưởng đã tăng vọt giá trị sau 30 lượt quay liên tiếp từ tháng 12 năm ngoái đến nay, không có người trúng thưởng. Phần thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng theo hai cách, nhận một lần với số tiền khoảng 537,5 triệu đô la Mỹ hoặc nhận toàn bộ trong 30 đợt thanh toán, gồm đợt đầu tiên và 29 đợt thanh toán thường niên tiếp theo. Trước đó, kỷ lục jackpot của Mega Millions là 1,602 tỷ đô la Mỹ với người chiến thắng ở bang Florida vào ngày 8 tháng 8 năm 2023. Còn giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ, giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ đô la Mỹ đã được trao cho một người tại bang California vào tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, trong lúc lễ Phục sinh đang đến gần, người dân Croatia đang tất bật trang trí để làm đẹp thêm các con phố, tuyến đường. Mới đây thì các họa sĩ đã dành nhiều ngày để sáng tạo nên những quả trứng khổng lồ, thứ được coi là phần không thể thiếu trong lễ truyền thống đón Phục sinh ở quốc gia Nam Âu này, cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác. Theo các họa sĩ ở thành phố Koprivnica, họ đã phải dành nhiều ngày để sáng tạo nên các quả trứng khổng lồ này. Tổng cộng có hơn 120 quả trứng đã được vẽ, nhiều quả trong số đó cao tới 2 mét, trong khi đó thì những quả trứng nhỏ hơn chỉ 50cm. Các họa tiết trên những quả trứng này mô tả nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ hoạt động nông nghiệp tới đi săn, đánh bắt cá.